Thực hiện nghị quyết số 123/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông, từ năm học 2019-2020 đến nay, ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã tăng thêm 2 tiết tiếng Anh một tuần cho học sinh từ lớp 3 cho đến lớp 12. Dù đạt nhiều kết quả khả quan trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ cho học sinh, nhưng nhiều trường vẫn gặp khó khi dạy tiếng Anh tăng cường do thiếu giáo viên và cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu. Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo, triển khai nghị quyết số 123/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông. Ở cấp tiểu học, hiện có 7 trường thiếu phòng học tiếng Anh, 82 trên tổng số 136 trường chưa đạt yêu cầu về trang thiết bị dạy ngoại ngữ. Ở bậc trung học cơ sở là 61 trên 91 trường. Trang thiết bị, cơ sở vật chất không đảm bảo nên nhiều trường phải dạy tiếng Anh ở phòng học bình thường. Trong khi sĩ số học sinh một lớp ở nhiều địa phương như thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ quá đông, khiến việc học, thực hành kỹ năng nghe nói bị ảnh hưởng. Hiện tại thì chúng tôi chưa có phòng riêng để phục vụ cho cái công tác dạy học tiếng Anh. 18 cái phòng học của trường trung học cơ sở Sáng Nhất xây dựng cách đây là cũng khoảng hơn 50 năm rồi. Cái không gian lớp học như vậy và số học sinh đông để cho giáo viên tổ chức học ấy, tất cả các môn học nói chung và đặc biệt là môn học tiếng Anh nói riêng thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Toàn tỉnh hiện có gần 1.000 giáo viên tiếng Anh, nhưng số lượng này chưa đáp ứng đủ nhu cầu dạy tăng tiết theo yêu cầu của Hội đồng Nhân dân tỉnh đặt ra, nhất là giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học do không có nguồn tuyển. Tuy nhiên, việc hợp đồng với giáo viên các trung tâm ngoại ngữ khó thực hiện do kinh phí chi trả cho tiết tăng cường quá thấp. Lấy 35 lớp mà nhân cho 5 tiết thì ra số tổng số tiết và chia cho 6 giáo viên. Hiện giờ cả chính khóa là 3 tiết cộng với 2 tiết mà tăng cường ấy, thì mỗi giáo viên vượt giờ 10 đến 12 tiết trên một tuần. Hiện theo nghị quyết 123 là tăng thêm 2 nữa là một tuần giáo viên sẽ có 5 tiết, dẫn đến là một số trường ví như là học giáo viên, một giáo viên có thể dạy đến 5 lớp, tương ứng với là 25 tiết một tuần. Do vậy, các giáo viên rất là cảm giác là tức cái thời gian mà mình dạy nó quá nhiều. Nhiều tiết quá thì chúng tôi không có thời gian để đầu tư cho những cái tiết dạy một cách chi tiết hơn. Nghĩa là nhiều tiết quá thì tạo rất nhiều áp lực cho giáo viên tiếng Anh chúng tôi. Để nghị quyết 123 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông phát huy hiệu quả, các trường học kiến nghị tỉnh sớm bổ sung biên chế giáo viên tiếng Anh, đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu dạy và học ngoại ngữ.